Trước đây thì mình có làm một mô hình chăn nuôi dê, mong muốn của mình là tìm được một loại giống cỏ nào đó để áp dụng vào mô hình sản xuất chăn nuôi của mình mang lại hiệu quả nó tốt hơn. Tại vì mình nhận thấy vật nuôi của mình ăn một loại cỏ voi nó cũng không ổn, càng ngày thì nó càng gầy đi. Tại vì mỗi một mình loại cỏ voi ấy thì nó sẽ không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Nên là mình đã tìm hiểu loại giống cỏ Guinea Mombasa này có chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn và tốc độ sinh trưởng của nó thì phát triển nhanh hơn rất là nhiều. Và khi trồng loại cỏ này thì nó cho hiệu quả rất là rõ rệt. Nó phát triển nhanh gấp đôi cỏ voi luôn. Và ưu điểm của nó là thân của nó non mềm ngọt và không còn lông, nên là vật nuôi ăn sẽ không bị rắt miệng. Và quan trọng nhất là khi thu hoạch chúng ta sẽ không bị sót. Và mình cũng đã triển khai cung cấp giống cho nhiều bản có mô hình chăn nuôi khác nhau, ví dụ như là nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê, nuôi cừu, nuôi hươu, nuôi nai, nuôi lợn rừng, nuôi thỏ, nuôi cá trắm. Thì các loại vật nuôi này được phản hồi đánh giá là nó ăn rất là tốt. Và ưu điểm của loài cỏ này thì nó lưu gốc rất là lâu. Mình cắt đi nó lại mọc lại nhiều lứa. Và thậm chí là chúng ta muốn nhân giống thì chúng ta chỉ cần là tách cái phần gốc của nó ra, sau đó chúng ta nhân giống ra là được thôi các bạn nhé. Nên vậy là khi các bạn làm một mô hình chăn nuôi ấy, thì các bạn ít nhất phải trồng nhiều loại giống cỏ để thay đổi khẩu vị thức ăn thường xuyên cho vật nuôi của mình. Chưa ăn một loại giống cỏ thì nó cũng nhanh chán miệng. Và loại giống cỏ này thì được tập đoàn TH Trumilk người ta trồng hàng trăm nghìn hecta để chăn nuôi bò sữa các bạn nhá. Tại vì trồng loại cỏ này thì nó cho tỷ lệ tiết sữa rất là cao. Tại sao một tập đoàn chăn nuôi lớn như vậy người ta trồng, mình chăn nuôi nhỏ lẻ mình không học theo trồng đúng không các bạn? Các bạn xem đằng sau của mình nơi này, một không gian bao la rộng lớn luôn các bạn ơi. Khi trồng loại giống cỏ này thì chúng ta sẽ chủ động được nguồn thức ăn, đặc biệt nhất là những ngày mưa bão, những ngày bận rộn, những ngày công việc gia đình thì chúng ta còn có nơi mà chúng ta cắt vào để cho vật nuôi của chúng ta ăn nữa. Chúng ta không phải mất công đi chăm rác, chúng ta để cái thời gian đấy để đi chơi với gia đình, với bạn bè của mình. Và bên cạnh đó thì sẽ giúp cho chúng ta là giảm thiểu được nhiều chi phí nguồn thức ăn và giúp cho vật nuôi của chúng ta là ăn ngon chẳng béo hơn và giúp cho mô hình của chúng ta ngày càng đạt được hiệu quả tốt hơn. Và hiện tại thì bên mình cung cấp loại giống cỏ này có gói nhỏ từ 100g, 200g, 500g và 1 kg, thì tùy theo nhu cầu mong muốn của chúng ta trồng diện tích đất bao nhiêu thì chúng ta mua về trồng cho nó hợp lý, đảm bảo tỷ lệ hạt giống này nảy mầm rất là cao các bạn nhé. Nhưng mà các bạn lưu ý khi mà mua hàng với mình ấy thì tên Hà Văn Hải và địa chỉ gửi tại ở Nghệ An mới đúng các bạn nhé, còn địa chỉ ở tỉnh khác là không phải đâu các bạn. Tại vì hiện tại kênh của mình ấy thì được một số đối tượng người ta lợi dụng cái uy tín của mình, người ta re-up lại video của mình và sau đó người ta thực hiện chạy quảng cáo bán hàng đều. Người ta gửi đi cho khách hàng là cái gói hạt giống nhưng mà bên trong thì không phải hạt giống loài cỏ này. Nên là khi nhận hàng thì các bạn phải kiểm tra lại cho kỹ tên Hà Văn Hải gửi và địa chỉ ở Nghệ An thì mới đúng.